Người trẻ bị tăng huyết áp có thể ảnh hưởng não. Tăng huyết áp xuất hiện ở tuổi 20 đến 40 có thể gây giảm nhận thức, rối loạn chức năng não ở tuổi trung niên khoảng tuổi 55. Thông tin nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị đột quỵ quốc tế của Hiệp hội đột quỵ Mỹ vào tháng 2 năm 2022. Cụ thể, tăng huyết áp có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và rối loạn chức năng não ở người bệnh sau này, thậm chí kéo dài suốt đời. Một nghiên cứu tại Mỹ năm 2020 kiểm tra tác động của tăng huyết áp đối với não ở mọi lứa tuổi. Theo đó, huyết áp tăng cao trong thời kỳ đầu đời, ngay cả khi còn nhỏ, liên quan đến cấu trúc não bị thay đổi, chức năng mạch máu não và quá trình xử lý nhận thức. Việc can thiệp sớm có thể giúp bình ổn huyết áp và duy trì chức năng não. Theo thông tin của Trung tâm Y tế tại Đại học Columbia, Mỹ, chấn thương não có thể có tính chất tích lũy và nó bắt đầu sớm hơn chúng ta nghĩ. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những thay đổi trong các yếu tố nguy cơ tim mạch, chẳng hạn như tăng huyết áp giai đoạn đầu đời có liên quan đến việc làm tổn thương não trong tương lai. Đây có thể là hậu quả của đột quỵ không được phát hiện tổn thương chất trắng của não suy giảm nhận thức. Tăng huyết áp có thể tác động đến những cấu trúc quan trọng của não, trong đó có hồi mã phải chịu trách nhiệm hình thành trí nhớ. Cách đi lại, nhận thức và thậm chí cả cảm xúc cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của não. Tuy nhiên, nếu người bệnh có các biện pháp kiểm soát huyết áp tốt hơn khi còn trẻ thì có thể giảm nguy cơ. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức, trưởng khoa nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hồ Chí Minh, tăng huyết áp là căn nguyên chủ yếu gây ra các biến chứng như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận. Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều ở những người trẻ, người làm việc văn phòng. Theo Hội Tim mạch Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp từ tuổi 25 trở lên tăng lên khoảng 47%. Bác sĩ Đức cho biết thêm những người trẻ tuổi gặp tình trạng này không nên chủ quan, còn theo dõi huyết áp thường xuyên, ngay cả ở giai đoạn tăng huyết áp nhẹ hoặc tiền tăng huyết áp, chủ động đi khám và điều trị tích cực giúp giảm các vấn đề lâu dài. Lối sống ít vận động và căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp ở người trẻ tuổi. Bên cạnh các yếu tố khác như mắc chứng ngưng thở khi ngủ, bệnh thận, các vấn đề về tuyến giáp và một số loại thuốc nhất định. Xét nghiệm máu, phân tích nước tiểu, siêu âm tim, siêu âm thận và các phương pháp khác có thể phát hiện những tình trạng này. Một số người có thể không biết rằng họ bị huyết áp cao nên không chủ động đi khám định kỳ. Thay đổi lối sống là cách khá đơn giản giúp giảm huyết áp. Theo bác sĩ Đức, điều trị trước tiên cho người trẻ tuổi bằng cách thay đổi lối sống bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh cho tim, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý, giảm căng thẳng, tránh hút thuốc lá, tránh rượu bia. Nếu đã thay đổi lối sống nhưng huyết áp không ổn định, bác sĩ có thể đề nghị dùng thuốc theo chỉ định. Tùy trường hợp, những loại thuốc này có thể bao gồm thuốc ức chế men chuyển, thuốc chặn kênh canxi, thuốc lợi tiểu, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.